kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ giờ này thì buổi sáng hôm nay đó thì mấy bé sớm của Tiết và sớm trên rất là vui luôn. Nhận những cái phần bánh bao, cái này bánh bao thịt và trứng nha quý bà cô chú, thì kèm bên đó thì có nước mía luôn. Dạ đây thì tổng cái số phần này là 97 phần. Dạ thì một ly nước mía gì đó là 5.000 quý bà cô chú. Thì còn bánh bao thì 15.000. Dạ đây bánh bao này 15.000. Được không con, còn cháu chắc không? Dịnh đàng hoàng. Dạ đây. Bánh bao này 15 để Tiết bẻ ra. Trong đây có thịt rồi trứng cút rồi luôn. Cái này mấy trứng ta? 3 trứng. 3 trứng cút với thịt luôn với bà cô chú. Dạ thì một cái bánh bao gì là nó 15.000 nha. Đây dạ. Cái gì? Nước mía. Cái này chút có để riêng trong đó đi, chút đưa cho mấy đứa nhỏ trong nhóm. Kèm theo ly nước mía thì tổng cộng là 97 phần này là của anh Hùng ở bên Mỹ gửi tặng cho mấy bé nhân cái dịp nghỉ hè nè. Mấy bé được nghỉ hè nè. Sau cái sau năm học thì cũng phần thưởng này là của anh Hùng bên Mỹ gửi tặng cho mấy bé. Dạ em cảm ơn anh Hùng rất là nhiều luôn, thay mặt mấy bé ở xóm Tiết và xóm Trên gửi lời cảm ơn đến anh Hùng. Dạ em chúc cho anh Hùng thật nhiều sức khỏe nha. Dạ trong công việc của anh lúc nào cũng suôn sẻ và có nhiều thuận lợi đến với anh. Dạ dạ Tiết sẽ thay mặt anh trao cho mấy bé. Bé nhà ta nói chú Dũng, chú Hùng con, chú Hùng, chú Hùng, chú Hùng. Nè Hảo Nam. Dạ. Cảm ơn ai? Ê, nó, cảm, nó... cảm ơn chú. Chú Hùng. Cảm ơn chú Hùng. Súng văn cửa. Mận không? Vui không? Vui. Vui. Xe xe nhìn xe. Vui. Giỏi. Dòm xe nghe con, qua lại dòm xe nghe. Dạ, cảm ơn chú Hùng. Giỏi. Nè con. Cái này bánh bao thịt nha mấy bé ơi. Thịt trứng cút. Lấy luôn đi con. Giỏi. Nè Càng. Mong có thịt. Chú Hùng. Chú Hùng. Hồi nãy nói gì vậy? Nhưng có thịt vậy. Chú Hùng, cảm ơn chú Hùng. Đây 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 đây. Nè anh để đây nè. Cảm ơn. Dạ. Rồi. Chơi liền đó hả? Cảm ơn chú. Hút liền luôn. Uống liền luôn rồi cơ. Hút liền. Nè con. Nè con. Phần bánh bao này là của chú Hùng tặng mấy con nha. Con nhánh nè. Nè lấy luôn đi con. Con cảm ơn chú Hùng. Con cảm ơn chú Hùng. Dạ. Cảm ơn chú Hùng. Dạ anh con cảm ơn. Dở rồi. Xách nước bé thêm con. Giỏi. Dạ con cảm ơn cô. Giỏi. Dạ con cảm ơn. Giỏi. Giỏi. Lấy con cảm ơn. Đây nè, lấy đây nè. Rồi, dạ lấy con. Đi. Rồi, cảm ơn đi. Trời ơi. Nhìn nó. Cái gì gặt, mà lắc lắc cái đầu ngộ vậy? Gặt rồi còn lắc luôn nữa. Ông hút chưa ghim vô mà, ông hút chưa ghim vô. Nó kéo lên không được á. Không được, anh tức. Tại để cặp bên hông á. Trời ơi, nó kéo luôn kìa. Rồi đi. Con cảm ơn. Giỏi. Ê, cho mấy bạn, hai bạn nào chưa nhận xuống nhận giùm tắm nha con. Dạ. Tới 90 mấy phần là. Cảm ơn. Nãy giờ không thấy vé số. Này anh gửi tặng mấy bé giờ mấy người bán vé số mà. Sáng nay không thấy ai bán vé số hết. Nhầm bữa đi nhé. Rồi chị. Giờ này buổi sáng không thấy ai. Lấy nè.
cho nó nóng cái à. Ngồi ngồi đi, ngồi đi, ngồi yên nó đi, ngồi yên nó đi. Cảm ơn luôn. Cảm ơn bà Tám. Ơn ngon ăn mộng mày. Bảo khóc rút gỡ chằn ngang. Bà thắt rút cho bà dễ cầm. Sợ rớt á. Một vòng sợ rớt. Bởi vì cho mình khó ăn lấy. Rồi. Nè, trong nhóm của mình đâu? Lấy Ngọc. Lấy con. Tiền phải không? Lấy nước mía luôn nè. Dạ, cảm ơn. Chú Hùng. Cảm ơn chú Hùng. Ừ. Nè. Dạ, cảm ơn chú Hùng. À, cây tiền nhà. Nhà rồi phải không? Nè con. Ừ. Ngọc nhỏ. Chú Hùng nha con. Không cảm ơn chú Hùng. Giỏi. Thiệt, con chú bán cho chú. Đâu? À thấy à. Từ 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 còn nhiều con. Từ từ đây. Sợ hết rồi. Nè con, bé nào tới trước nè. Cảm ơn. Ờ, cảm ơn chú Hùng nha. Nè con. Giỏi. Nè bác. Con kính không? À. Nè con ơi. Gật đầu vậy đó hả? Cảm ơn, cảm ơn nha. Nè con. Thằng nào không giữ lắm á. Cảm ơn. À. Cảm ơn. Chú nhận nè chú. Con nhận bánh chú. Dạ, rớt rớt không được, thọt tay vô. Thọt tay vô bên đây nữa. Vô con. Ừ, đúng rồi. Giỏi, cảm ơn con luôn. Rồi, sáng nay có bữa ăn rồi. Cảm ơn con. Quá mừng rồi. Chú cái này tặng cho mấy chú bán vé số luôn của anh Hùng gửi. Dạ nước mía cho bánh bao thật á. Dạ. Nè con. Nè con. Đây nè, qua đây nè con. Qua kế tám nè cho dễ đưa. Quà bà Sáu nè. Nè con. Cảm ơn. Giỏi. Giới thiệu bạn đợi xuống lấy nha con. Khen. Đó là giờ không dám chạy đâu xa hết trơn. Nè con. Cảm ơn cô. Giỏi. Có đứng trên. Gửi cho con bé luôn nha nghe. Dạ. Cho thêm cái nữa đây giờ cho ông hai nữa đây. Ông hai bé hả? À, ông Đào. Ông Đào phải không? Nè gửi luôn đây. Lấy tiền cho. Không không, cái này tặng, cái này của anh Hùng gửi tặng. Cảm ơn nha con. Dạ dạ. Con chưa lấy hả? Nè con. Con bánh bao. À. Bánh bao. Bánh bao thịt chứ còn thịt trứng. Nè chạy chạy. Cảm ơn. Rồi. Cảm ơn. Cậu dễ nước kìa. Giỏi. Cậu lên để cho cậu trả tiền. Dạ con. Cảm ơn. Giỏi. Nè con. Cảm ơn. Giỏi. Giỏi. Mắng nghi loại gì mắng nghi? Dạ con xuất sắc. Xuất sắc luôn ha. Dạ, ừ. Mấy phần thưởng con? Dạ, dạ, 2 tấn hả? Bà cụ hả? Lớn tuổi rồi vậy? 80. Nè nè nè, bà Tám gửi cho bà nội luôn nè. Cho bà cụ rồi. Còn đứa cháu trả cho nó thằng được không hết? Vậy hả? Ừ, không trả không có được. Đóng hết hả? Nè nè, chị lấy luôn đi. Cảm ơn luôn nha. Dạ. Chú bán mấy số rồi. Đợi đợi chú mấy số kêu kêu lại luôn nè. Chú.
Hồng gửi gửi tặng bánh bao với nước mía. Ủa xe không có thắng hả? Cảm ơn cô ha. Dạ dạ. Để vô đây luôn hay vậy? Dạ dạ, để đây thì chú để máng đầy chứ. Rất rồi, cảm ơn cô. Dạ dạ. Anh Chính ơi, qua đi nhận tiền nè anh Chính ơi. Qua nhận tiền nước mía nè anh. Đi bộ đi vô trang điểm đó vậy chàng. Mạch ốc rửa hả vợ? Có tha son không? 97 phần là 485 ha. Đúng không? À, 485. Có bớt không? Bớt 5 ngàn. Nè đưa đủ của anh Hùng đặt nước mía của anh á. Ờ, cũng thay mặt hai vợ chồng cảm ơn anh Hùng rất nhiều nha. Chúc anh Hùng nhiều sức khỏe, buôn mãi bán đất. Làm nhiều công việc từ thiện như thế này cho bé mùa hè nữa. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh luôn. Này con. Ờ, cái này có chú Hùng tặng. Chắc ngủ mới thức mà phải không? Ngủ mới thức phải không? Giỏi. Này con. Cảm ơn rồi. Tóc hành chứ Sáu ơi, vài ly nước mía. Đợi đợi nước mía các nha con. Con bạn không? Còn bạn nào chưa hay không cho hay xuống lấy luôn. Kệ cho có thêm nhiều xuống. À. Do là nước mía mình quay tới đâu mình trao tới đó quý bà cô chú, tại mình quay mà mình để khoảng một tiếng hoặc hơn nửa tiếng là bắt đầu là nước mía nó bị đen á. Chứ nó không có ngon, nó không có thơm. Cho nên là mình quay lần lần rồi mình trao lần lần. Rồi kêu anh Chính quay tóc hành nữa đi. Nè con. Cảm ơn. Giỏi. Nè con. Giỏi. Nè các con. Ờ. Rồi đợi nước mía nha con. Nè nè em trai rồi. Để cảm ơn. À. Nè con. Giỏi. Từ từ con, từ từ. Để đợi tí xíu nha, đang vô nước mía. Bé này hình như là bên kia. À vậy. Bên kia chứ. Vậy hả? Dạ. Tự giống giống con Ngọc Hằng quá. Nè con. Cảm ơn cô. Ờ giỏi. Đợt này là cho mấy bé không rồi nghe vậy. Dạ. Cảm ơn đi con. Dạ cảm ơn. Dạ. Qua đây con, qua đây, qua đây. Nè. Đây đây đây, quay đây, qua đây. Rồi sao? Con cảm ơn. Cảm ơn con. Giỏi. Nè con. Ờ, nè 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 cưng. Đẹp, cảm ơn tác. Ờ. Thằng ấy học có lãnh thưởng không cưng? Nó học với trung bình đó. Đủ lên lớp. À. Bé tại nó yếu quá nên vậy cho nó ở lại lớp thêm năm nữa.
Vậy hả? Cảnh bị đau đất lớn thì cháu lên. Thằng kia làm gì thấy ít xuống mấy đồ ha? Thấy đi lụm đồ mũ. Vậy hả? Sáng là đi rồi ha? Lụm đồ mũ ha? Dạ. Ba cái chai này nó ngoài đường á. Anh quải cái bao đi. Cũng như giờ học và giờ lụm cái đó luôn ha. Lụm lụm kiếm tiền đi học. Chứ bây giờ 3-4 đứa mình đang nắm xong rồi đó. Là cái phần của chú cho ai rồi phải không? Cho lại ở chú ở dưới bảo vệ dưới tội nghiệp ổng. Mà cái phần này là con kèm phải ly nước mía luôn nha. Dạ. Cái này tặng anh ơi. Cảm ơn dạ lại chúc cái này tặng Mạnh Quân tặng. Mình có nhận không? Dạ cho em ba hộp đi. Không, một người một phần hả? Dạ ba người ba hộp đi. Là mình ở dưới lò sấy hả? Dạ. Anh Chính là gửi qua đợi cái ngàn thêm. Đây. Bây giờ cho người lớn rồi, bây giờ nãy giờ không có đứa nào nhận nữa trơn rồi, hết nít rồi. Gửi. Anh xin ba phần á. Thôi gửi hai phần, gửi hai phần đi. Hai phần anh ơi. Dạ. Nè, chuột. Đưa đơn chuột giùm em anh Chính. Bây giờ hết nít rồi, em trao người lớn luôn anh Hùng rồi. Không quen đâu. Cảm ơn nó sợ. Bà ba không phận. Bà ba già phải không? Cảm ơn. Chị Út lấy luôn đi chút rồi. Nè thầy lấy luôn. Trời, em cảm ơn luôn. Rồi. Nè Dược. Rồi, cảm ơn luôn. Rồi. Anh Năm ơi. Bánh đánh ơi. Cảm ơn nha. Dạ. Thảo Nguyên nãy giờ chưa nhận bước ra Thảo Nguyên. Đại diện nhận luôn nè. Nè, phần này của con nè, rồi đem dẹp vô đây rồi con ra đây con nhận đại diện nè. Lấy luôn đi thôi, lấy giùm phần luôn. Rồi, cảm ơn luôn. Dạ thì anh có gửi đó là trong đây anh dặn kỹ luôn đó là em một phần Ngọc Lớn, một phần Ngăn, phần An, phần Tường Viên, phần Thảo Nguyên, phần Tiên, nhà Caramel. Được rồi, Thảo Nguyên nhận rồi nè, Tiên nhận rồi nè, nhà nhận rồi nè. Dạ. Rồi bây giờ Caramel nè, nhận phần này cho Caramel. Rồi. Caramel. Anh lấy cho Caramel hả? Rồi. Một phần Caramel nè. Ta. Rồi, anh lấy luôn đi. Ta nữa kìa. Rồi, cảm ơn anh Hùng nữa nha. Con lấy hàng 26. Rồi. Con cảm ơn luôn. Rồi. Cậu sáu. Lấy một ly đám mía cậu. Ly đám mía nè cậu. Rồi. Cảm ơn luôn. Dạ. Caramel rồi bắt đầu ở nhà lớn có Gọn Tiên rồi Thảo Nguyên rồi và Tường Vi. Cái này là Tường Vi. Một phần Tường Vi rồi đem vô đi rồi ra lấy nữa. Tường Vi. Chị lấy chị. Lấy luôn đi chị. Cái này hết em bé rồi. Cảm ơn luôn, cảm ơn Hồng luôn. Dạ. Nè, phần này của Tường Vi đem vô luôn. Tường Vi rồi. Phần này của chị An. Rồi bắt đầu tới chị Ngăn nè. Này con dẹp này vô luôn đi con. Đầu này của cậu Năm nè. Caramel. Để riêng cho cậu Năm. An xong rồi tới Ngăn. Ngăn. Rồi kìa 8 đứa không nè. Con nữa, còn chị Ngăn nữa nè. Cái đó là An rồi phải không? Cái này tới Ngăn nè. Ngăn rồi tới Ngọc Lớn nè. Cầm cho tắt. Ngọc Lớn. Lấy chưa? Dạ. Rồi Ngọc Lớn rồi đi vô đi con. Rồi anh cũng có gửi cho em một phần nữa. Dạ em cảm ơn anh Hùng rất là nhiều nha. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Rồi. Chị Sáu ăn không? Lấy một phần luôn đi. Ừ. Tại giác này cho người lớn rồi. Nè. Cảm ơn anh Hùng luôn nha. Tặng cái bánh bao với ly đam mi á. Giờ này hết khách rồi. 2, 4, 6, 7, còn 7 phần nữa. Mở 6. Dạ, giờ tới người lớn rồi. Cảm ơn nha. Dạ. Nè con. Còn lấy thì cho người lớn luôn. Cảm ơn. Dạ. Cái này làm gì chị? Còn 3 phần. Úc nè. Được, Úc so phải không? Được. Để chỗ
xin thằng bánh này cho dì Út nghe chú Hồng. Cảm ơn anh Hồng luôn. Để em dưới cho dì Út đi. Bánh đó Út ăn được. Bà cháy. Dạ. Cảm ơn. Dạ, còn một phần nữa. Một phần rồi kêu chú Hai gọi gọi cho mở Út luôn đi. Chạy chạy. Gửi cho anh Dượng, Dượng Út luôn đi. Còn phần là hết người rồi. Cảm ơn luôn. Dạ. Rồi. Hết luôn rồi quý bà cô chú ơi. Hết 9, 10, 7 phần luôn quý bà cô chú. Chúng tôi. Dạ thì bà con ở đây rất là vui nhận những cái phần bánh bao và nước mía từ anh Hùng gửi tặng. Dạ một lần nữa em gửi lời cảm ơn đến anh Hùng rất là nhiều luôn. Chúc anh thật nhiều sức khỏe nha anh Hùng. Dạ cuối clip và cho tới gửi lời chúc sức khỏe đến quý bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ Tiết xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.